chơi, dẫu đi một nơi chẳng lo một giây, ăn gì cũng có bố lo, chơi đùa chẳng sợ nắng to, sống xuôi cứ thế lăn ra khó khó. Rồi khi 20 đến khi 30 vẫn luôn vui tươi bước trên cuộc đời, dù có sóng gió bão hay mưa to vẫn vô tư lo, vẫn không nhăn nhó, còn chỉ cần có bố thôi, vì bố sẽ giúp cho con vượt qua mọi thăng trầm đi đến thành công. Bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời, bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con, bố là tất cả, bố ơi bố ơi, bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời, bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con, bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Hẹn hò cái gì mà hẹn hò? Hẹn hò cái con khỉ, hẹn hò cái mông á. Cuộc đời của tôi không thể nào dính tên ta được. Đúng là tôi có một chút xíu rung động khi mà tôi nhìn thấy cô ấy ngủ. Nhưng mà đó chỉ là một cảm giác nhất thời, một cảm giác thoáng qua thôi. Nó chính xác ra là cái thời khắc mà anh ta xé cái tờ đơn xin thôi việc của tôi thì tim tôi có hơi loạn nhịp. Nhưng mà chỉ loạn nhịp một chút xíu thôi. Một chút xíu thôi. Tôi là một người đàn ông bình thường, không lẽ tôi không có cái quyền rung động như một người bình thường hay sao? Tôi là một người phụ nữ khỏe mạnh, bình thường, rung động là chuyện đương nhiên. Ai cũng được, nhưng mà trừ cô thư ký Minh Thảo ra. Ok. Đương nhiên, cho dù trời có sập cũng không thể nào có chuyện này xảy ra. Ok. Hai đứa tụi nó hả? Không phải đâu. Lúc đầu em cũng không tin giống anh như vậy đó, nhưng từ từ anh sẽ thấy. Trời ơi, anh nói cho em biết nè. Con Thảo á, nó làm việc ở công ty này đã 15 năm rồi. Anh biết cái tính tình của nó, cái kiểu người của nó đó là chấp nhận nè, cưới cái công ty này chứ không cưới người đàn ông nào hết. Nhưng đối tượng của cổ là thằng Khang, vừa trẻ vừa giỏi. Hai đứa này nó cọc cằn, nóng tánh. Trời ơi, làm sao nó lấy nhau được, nó không hợp đâu. Em xác nhận hơn thằng Khang đi coi mắt rồi. Lúc đó cô Thảo hả, chỉ đứng lặng người, không có phản ứng được gì hết. Em nói sao? Em nói cô Thảo là phải cư xử cho đúng mực, phải biết mình đang đứng ở vị trí nào. Thiệt là em làm lớn cái chuyện này lên rồi. Chuyện không có gì hết tự nhiên, mà anh bảo đảm với em, hai đứa tụi nó không có gì đâu. Chắc không có gì đâu. Trời ơi, lần này là thiệt đó mẹ. Thôi cô ơi, lần nào cô cũng nói chắc ăn như bắp vậy đó, như vụ thằng Nghĩa với con Giang đó. Hay lần trước khác lần này khác chứ mẹ. Khác là khác thì sao? Khác cái khỉ khô. Bây giờ mẹ nghĩ là con Thảo đang cặp bồ với cái người khác, cái người mà ưa chở đi ăn rồi đưa nó về đó. Cậu con cũng thấy rồi. Mẹ, có khi nào cái người đó đó cũng chính là giám đốc của bà Thảo không? Giám đốc của con Thảo? Nếu vậy là cậu con phải biết chứ. Vậy hai mẹ con nói gì vậy? À dạ, đâu có gì đâu cậu, đang ăn lắm. Anh hai, cái cậu Minh thư ký gì mà ưa đưa con Thảo về, sao lúc này ít thấy nó đưa Thảo về quá ha? Cái thằng thư ký đó hả? Ờ. Ý lộn, anh nói lộn. Cái thằng đưa con Thảo về đó là cái thằng giám đốc mắc dịch đó. Giám đốc của con Thảo hả? Ừ. Nó thấy chưa, con nói là hai người đó có vấn đề, mẹ không tin. Vấn đề gì? Ý là con Hòa nó nói là con Thảo lúc này á, nó cặp bồ với ông giám đốc. Chắc không có đâu. Tôi lúc đầu tôi cũng nghi vậy đó. Ừ. Tôi hỏi thằng Thảo, Thảo nó nói không có. Ủa mà Thảo nó có nói gì với con không? Dạ không, có nói gì đâu. Nhưng mà cậu cứ nghĩ đi, nếu như mà không hẹn hò, làm gì mà sáng nào cũng gọi điện hỏi à, hôm nay tôi nên mặc gì, hôm nay tôi nên ăn gì. Cậu có cái cử chỉ rành rành đó đó rồi, khỏi chối cãi. Anh, em nghĩ là con Thảo đang yêu đó. Ừ, với lại á, cậu để ý đi, cậu có nhớ cái bữa mà đám cưới của anh Nhân không? Ừ. Vừa xong đám cưới cái bà Thảo là lật đật chạy lại chỗ ông giám đốc liền. Con để ý kỹ lắm nha, cái cử chỉ nè, cái hành động của bà Thảo đó y chang 14 năm về trước. Cậu nghĩ chắc không có đâu. Gì vậy? Hết hồn á. Gái. Dạ. Có bận gì không? Xuống dưới nói chuyện với ba một chút. Dạ.
tới giờ này vậy? Ủa chủ tịch, sao chủ tịch lại ở đây? Tới coi chỗ ở còn sao nữa mà. Ê, khoan đã chủ tịch. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Được đó. Làm hết hồn. Nè, nghe nói là con quen với lại cô Thủy Tiên phải không? Học đại học chung phải không? Con cũng đang tính hỏi chủ tịch đây. Tại sao hẹn đi coi mắt á mà không hề báo trước cho con tiếng nào vậy? Chuẩn bị nha, con cưới cô Thủy Tiên á. Cái gì? Cái gì đám cưới đây nữa? Bên đó là gia đình ta gia giáo lắm. Gia đình mình được làm thông gia là điều đó quá tốt. Con đã nói là con không kết hôn, không có lấy chồng gả vợ gì đây hết á. Miệng nói không cưới mà làm khác là sao? Con làm khác chuyện gì? Con hỏi con đi. Chủ tịch nói con không hiểu gì hết trơn à? Không hiểu phải không? Con tự xem lại mình đi. Mình là gì? Mình là giám đốc một tập đoàn lớn ha? Làm cái gì phải cái chừng mực. Không được đem cái chuyện tình cảm ta ra mà đùa giỡn. Hiểu chưa? Con đùa giỡn tình cảm gì? Càng nói càng không hiểu gì hết trơn à. Ba nói vậy đó. Tùy con. Ba về. Ủa vậy là sao? Tự nhiên cái tới đây cái nói một tràng rồi cái bỏ đi vậy? Cuối cùng là chuyện gì? Cái gì? Hẹn hò hả? Không đúng phải không? Ba biết ngay mà. Trời ơi, ba nghe mấy cái chuyện này ở đâu vậy ba? Rồi rồi rồi. Thôi con biết là ba nghe từ đâu rồi. Nè, ba nói mấy cái chuyện tào lao gì cho ba tôi nghe vậy? Tôi đã không nhiều chuyện thì thôi, một khi đã nói là nói có sách mách có chứng. Đâu? Sách đâu? Chứng đâu? Nè, con chối đó hả? Không có hả? Không có, mà làm gì mà gọi điện thoại suốt, nói chuyện sáng đêm, còn bị đặt là gì? Hỏi ý kiến nữa cậu. Rồi mở miệng ra là giám đốc công ty tươi, giám đốc công ty con. Đừng chối nữa. Thôi, vớ vẩn. Nè cưng, nhìn thẳng vào mắt tôi đi, nói một câu chân thật đi. Có phải bà đang thích anh giám đốc công ty bà không? Không có. Không, là không có. Nè con, có thì con xác nhận đi. Ở nhà này đâu có ai phản đối đâu con. Nếu mà đúng vậy ha, cô sẽ làm tiệc cô chúc mừng là con thoát khỏi cảnh ế ẩm. Cả nhà này không ai phản đối cuộc hôn nhân của con đâu. Con đừng có lo. Con mệt quá à. Con đã nói không có là không có. Cái ông giám đốc đó, ông suốt ngày chỉ gây phiền phức với gây mệt mỏi cho con thôi. Cái mặt ông còn không muốn dòm nữa, kiểu con hẹn hò sao con hẹn hò. Trời ơi, con mệt mỏi lắm. Cái ông giám đốc đó suốt ngày chỉ gây phiền phức cho con thôi. Cái mặt ông còn muốn dòm nữa kìa. Trời ơi, xạo, nhìn mình thấy chuyện xạo rồi. Xạo cái gì? Không đúng hả? Y chang 14 năm trước à. Làm gì mà sững sờ? Tôi nói ra để nhắc cho cô nhớ thôi. 14 năm trước cũng y chang vậy đó. Cũng chối đây đẩy, chối leo lẻo luôn á mẹ. Không có, không có. Tôi giả không có gì đâu. Rồi sao? Cuối cùng cũng công khai. Rồi quen người ta, bị người ta đá đít. Rồi về nhà khóc bù ru bù loa. Nè! Nghe cái gì? Sao tự nhiên lại nói thêm chuyện đó vậy? Tôi nhắc lại chuyện cũ là tôi muốn tốt cho bà thôi. Tôi không muốn bà đi vào vết xe đổ ngày xưa, hiểu chưa? Thôi bà hiểu tôi quá ha. Hiểu sao không hiểu? Nè, nói cho cưng nghe. Cưng là gia chị đúng không? Nhưng mà tôi nè, tôi á mới lớn tuổi hơn bà, mà tôi kinh nghiệm tràn trề. Tại sao? Tôi đã có người rước, tôi có chồng, tôi có con, còn bà là đang ế chải tay, hiểu không? Nghe lời chị khuyên đi cưng ha.
Dạ có gì đâu mắc cười. Dạ thưa bà chị, em sẽ học theo cách sống của bà chị. Đó là em sẽ ăn cơm trước kẻ đó. Rồi em đang sống đang yên đang lành ở bên Singapore, cái em phải lội ngược trở về đây. Tại sao? Chắc là phải gặp phải một cái người đàn ông ham mê cờ bạc rồi đúng không? Không con à. Con phải làm tổn thương con kìa. Nè nè cái gì hả? Tôi nói không đúng hả? Đừng có ăn bám cô ba nữa. Mẹ, bà nói con ăn bám mẹ kìa. Nó nói đúng chứ bộ. Nghe này, cậu, bà đã làm tổn thương con đến tận cùng. Nói con là một người ăn bám, con nghĩ gì? Con ăn bám cái gì? Con xin phép cậu, còn quánh đây bà nữa luôn. Trời ơi, quá, trời ơi, trời ơi, cái gì? Không có gì hết. Không có gì hết. Trời ơi, trời ơi. Nói rồi, chị em trong nhà nhau thì có gì nói chuyện nhau. Chứ cứ đánh nhau vậy sao giải quyết vấn đề chứ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, bà ơi. Trời ơi, 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 ơi. Thôi mấy đứa gọi mình lại ăn sáng đi rồi đi làm mấy ơi. Mẹ con nấu ăn đúng là số dách luôn á cậu. Ừ. Thảo. Ê Thảo xuống nè. Qua qua vô đây bưng tô cho chị Thảo ăn. Chị Thảo đi làm con. Ăn chứ nhiều cho nó mập mặt rồi có sức chửi người ta. Thôi đi con. Con không ăn đâu, con đi làm. Con ăn sáng đi nè, đi làm con. Ủa tôi có nói gì bà đâu, có tật giật mình hả? Sáng sớm bị xéo sắc là no rồi. Nè mày á, mày nghe mày, trời đánh cái bữa ăn mày nói hoài à. Ủa thằng Nghĩa kìa. Con ăn, ngồi ăn đi. Dạ. Con đi đâu cả đêm hôm rồi tắt điện thoại luôn, con Giang đâu? Ngồi ăn sáng đi. Biết rồi. Thất bại nữa rồi đúng không? Không có. Tại cô cần thời gian để mà suy nghĩ thôi. Ngây thơ quá cưng ơi. Suy nghĩ thì suy nghĩ ở đâu không được, phải bỏ đi chỗ khác mà suy nghĩ. Nè cưng nè, cái kinh nghiệm yêu đương cưng cần non lắm. Có gì á gặp chị thọ giáo thêm ha. Ê bà, bà có thể nói rõ hơn được không? Hey, nói rõ thì dễ thôi, nhưng mà giờ chưa có hứng. Bà kia, chưa nói xong mà đi đâu vậy? Ê nè, dạ thưa chú. Ngồi đi con. Rồi nói đi, có chuyện gì phải không? Dạ bữa trước có một chuyện mà cô Mỹ Hà hiểu lầm con. Con không biết là cô có nói với chú chưa ạ? Về đôi giày đúng không? Dạ. Thiệt ra thì để con giải thích với chú. Nhưng mà có cái chuyện này nè, chỉ là có một mình chú được biết thôi, chứ chú đừng có nói với ai hết. Chuyện gì? Cái nhà mà giám đốc Khang đang ở thì nhà đó là của con. Nhưng mà anh Khang thì ký hợp đồng với lại chủ cũ, còn con thì đang gặp vấn đề rắc rối với cái nhà đó. Rồi chuyện gì nữa? Bữa đó con tới nhà anh Khang là tại vì anh nói với con nhà bên cạnh gây ra tiếng ồn, nên con tính tới để xử lý. Nhưng con không ngờ là khi con tới thì ngay sau đó cô Mỹ Hà cũng tới luôn. Rồi cái anh Khang anh không có muốn cô Mỹ Hà biết nhà đó là nhà của con, nên con phải trốn đó chú. Được rồi, chú hiểu rồi. Con xin lỗi chú vì đã để cho chú bận tâm về chuyện này. Chú nói chú hiểu là được rồi. Về làm việc đi. Con cảm ơn chú. Tội nghiệp con nhỏ. Nó phải suy nghĩ dữ lắm á, nó mới dám lại nói chuyện với mình. Kỳ vậy ta.
Mọi hiểu lầm đã được giải tỏa rồi, mà sao thấy không ổn? Anh đã tới. Ngày hôm nay cô không ra hành lang đón tôi như mọi lần à? Tại sáng nay tôi có chút việc nên tôi phải vô làm sớm. Anh thích thì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ lại ở ngoài hành lang tôi đón anh. Vậy là trước đây ngày nào cũng đón tôi à? Mà nè, cô bận rộn lắm hay sao mà hôm qua nhắn tin xong lại bỏ rơi tôi ở quán cà phê một mình vậy? Tại vì tôi sợ là anh ở đó một mình với cô Mỹ Hà anh không có thích, cho nên là tôi mới đi tới đó. Nhưng mà tôi... Nhưng mà cô không nghĩ rằng đó là một cái buổi xem mắt mai mối giới thiệu, cho nên cô không có lý do gì ở đó. Cô định nói vậy phải không? Tôi đi về là tại vì tôi thấy anh rất vui vẻ khi ở đó. Vậy thì ra là cô cảm thấy khó chịu khi tôi ngồi bên cạnh một cô gái khác. Không có chuyện đó đâu. Thì ra đó là lý do cô bỏ về. Vậy là tôi cũng đã hiểu được chút chút lòng của cô rồi. Tôi đã nói là không có chuyện đó mà. Ủa, tôi có nói gì đâu mà cô phải giải thích. Kỳ cục ghê à. Có phải bà đang thích anh giám đốc công ty bà không? Cô Thảo, cô lấy cho tôi những cái bản báo cáo của các phòng ban cho tôi xem. Dạ, tôi chuẩn bị xong hết rồi. Để tôi pha trà cho anh nha. Nếu pha trà xong rồi, sẵn cô lấy cho tôi cái... Anh cần gì ạ? Thôi tôi về phòng làm việc. Sao tự nhiên sửa sửa vậy ta? Nè chồng. Chị Thảo ăn cơm luôn chị Thảo. Ăn cơm đi con. Con không ăn đâu cô ba. Thằng Lợi nha, tao nói tao cảnh cáo mày đó. Mày bây giờ tao thấy coi không được rồi nè. Chuyện gì mày cũng binh gia đình đó đó. Ủa? Con có nói gì đâu cậu hai. Mày không nói gì hả? Cái bữa đó đó, cái bữa hai đứa đánh lộn đó, tao đứng ngoài tao dòm thấy rõ ràng đó. Mày nhào vô mày làm bộ mày ôm con Thảo để chứ là con Quà đánh con Thảo. Ủa? Làm gì có? Ủa gì kỳ vậy? Cậu hai lớn mà nói gì kỳ vậy? Tự nhiên cái vu oan giáng họa cho con là sao? Bữa đó là chị Thảo quánh con chưa nói nữa đó. Nè cậu. Đúng. Nhìn nè, cái mặt chính của xác. Ba chính xác. Bữa đó có em ở đó nè, em thấy rõ ràng. Trời ơi, thằng này nè, anh nói là ôm cho con Quà quýnh Thảo hả? Ừ. Chứ đâu có biết phải Thảo quýnh thằng này quá trời đó. Em nói thiệt anh, mặc dù á con Quà là con của em, nó sai có một con Thảo sai tới 2-3 lần. Cô nói gì không có đúng đâu. Con Quà sao mà sai một được? Con Quà bữa đó là con Quà vô nắm đầu con Thảo trước. Đó anh coi kìa, nó nắm đầu trước mà coi mặt mày nó kìa trầy trụa trơn. Còn con Thảo có bị trầy chi chóc chảy mới nào không? Tôi nói thiệt, cái nhà này á tôi nhịn riết rồi, không có còn tôn ti trật tự gì hết á. Anh nói vậy em cũng chịu nữa. Lúc nào em cũng nể trọng anh là anh em. Anh nói vậy thì em là cái gì trong nhà này? Mẹ nhìn đi. Nể, nể cái gì? Ba nể đi. Nể cái gì? Tôi là anh cô. Mà tôi nói cô á, 10 cái, cô 10 cãi lại là sao? Cô có còn coi tôi là anh cô nữa không? Lúc nào em cũng tôn trọng anh, coi anh là anh của em mà. Anh nói gì không tôn ti trật tự. Vậy là em là cái gì? Anh hai, anh bỏ đi đâu vậy anh hai? Anh đang nói em mà, anh chia dễ em gì vừa phải phải thôi chứ. Ý anh là nói em là ăn nhờ ở đậu cái nhà này ăn bám phải không? Anh hai, em dù gì em cũng có tự trọng chứ. Anh đứng lại, anh đứng lại nói chuyện em nè anh hai. Anh bỏ đi đâu vậy anh hai? Buông ra. Mẹ, mẹ. Trời chết rồi, sao tình hình căng quá vậy anh? Em đi anh, có khi nào cậu hai giận quá là đuổi mẹ con mình ra ngoài đường ngủ không? Thôi đi đừng nói bậy đi. Trời ơi, vậy là cậu với mẹ giận nhau lắm luôn á. Chết rồi, giờ phải làm sao đây? Cô á, con cô sai thì cô nói con cô sai đi. Từng tuổi này rồi mà cứ bên con hoài là sao hả? Anh mới là thiên vị á. Lúc nào gây lộn á em cũng bên Thảo, em nói gì bên nó đâu. Ở trước cô nói bên Quà không à. Chết rồi,
Kiểu này là cậu với mẹ giận nhau dữ lắm luôn á. Tôi xin lỗi. Hôm qua đúng là tôi có hơi quá đáng. Cho tôi xin lỗi nha. Giờ bà đã xin lỗi rồi. Nếu mà tôi không xin lỗi lại, tôi là cái giống gì chứ? Vui. Xin lỗi qua lại rồi. Bây giờ đi ra ngoài nói với ba tôi với lại cô ba đừng có cãi nhau nữa. Ừ, vậy mình ra đi ha. Thôi được, cái chuyện này để cho tôi đi được rồi. Hai người để dùng cơm đi. Anh đã nói đi, nói tụi em vui vẻ trở lại rồi. Thương nhau dữ lắm. Còn cơm không? Đã ăn gì đâu. Canh bà thích nè. Ăn chung ha. Tôi cho canh cho bà nha. Để chén đây. Sao rồi? Tình hình trống sao rồi? Dạ thưa, hòa bình đã được lập lại rồi. Công nhận nha, cậu hai mẹ con diễn hay thiệt luôn á. Nhớ kín miệng. Dạ. Đừng để tụi nó biết nghe không? Dạ, con biết rồi. Ủa, diễn nữa hả? Mừng rồi anh hai, tụi nó hòa bình rồi. Thư Thảo, nghe nè, chuyện cô bảo qua ha. Túi bà lớn hết rồi, phải con nít nữa đâu, giận hờn làm gì. Sống chung nhà mà mặt nặng mặt nhẹ vậy nó mất vui. Ừ, nói chung là tôi cũng không muốn nhà cửa lúc nào cũng lớn tiếng gì đâu. Ừ, tôi biết chứ bộ, tính bà đâu có phải nhỏ nhen đâu. Nè, bà xấu lắm nghe chưa. Bà mua Bảo Xuân á, bà tặng cho mẹ tôi đúng không? Rồi dạo này á là thuế da dẻ bà nè, đẹp ra nè, tươi mát ra nè. Tôi nghi là bà cũng uống cái này nè. Trời ơi, có bí quyết mà giấu nè, xấu dễ sợ. Tôi mua cho cô ba chứ không phải tôi mua cho bà đâu. Tự nhiên không cái bà cầm mà đem ra đây vậy. Thì đó, tôi thấy á, mẹ tôi uống tốt rồi. Mẹ tôi nói bà cũng có uống. Bà đẹp mình vậy hả? Uống không? Tôi mua cho uống thử nghe. Thiệt không? Ừ. Bởi vậy tôi nói có mình bà là thương tôi nhất thôi mà. Bởi vậy tôi nói còn xuân là còn tất cả. Nè, nói nghe nha, đối với chân thành luôn á. Gì? Dạo này á, bà xuyên chăm sóc sắc đẹp vậy đó. Da dẻ mởn ra đẹp vậy tôi chịu. Càng ngày phải đẹp lộng lẫy lên nghe không. Không có được giống 14 năm trước đó. 14 năm trước tôi làm sao? Còn sao nữa, cái thời mà bà thất tình đó bà nhớ không? Cái thời mà trai bỏ đó. Nhìn bà tàn tạ, giống như chết đi sống lại vậy đó. Du duyên quá. Mới về làm quê đó. Bánh mì của cậu. Con cảm ơn. Thơm quá. Mà hình như là chú kinh doanh cái này lâu lắm rồi đúng không? Tôi ở đây 30 năm rồi mà tôi chưa từng thấy cậu. Cậu chắc từ đâu mới chuyển về đây ở hả? Dạ, chú gọi là tin mát. Con thì mới mở văn phòng luật sư gần ở đây. Chú mà có cần gì cứ trực tiếp liên hệ với con sẽ hỗ trợ hết mình. Luật sư hả? Dạ, xin giới thiệu với chú, con là luật sư Phan Thanh Tùng. Thanh Tùng hả? Tôi nhớ mang máng tên mà không có nhớ họ. Phan Thanh Tùng. Đúng rồi, Phan Thanh Tùng. Và luật sư chứ gì. Xoài, làm luật sư mà không có chút tí tẹo nào tình người hết trơn á. Vậy mà cũng có người mời trả cãi rồi làm luật sư nữa hả trời. Ê bà, mà dạo này trả sống cũng ổn hả? Chắc là ổn. Bởi vậy, ta nói cuộc đời bất công mà. Mấy người mà đều đều ác ác lại sống hạnh phúc mới ghét chứ. Thôi tôi quên rồi. Bây giờ mặt mũi của con trả làm sao tôi cũng không biết. Mà trả ở cái xó nào tôi cũng không biết luôn. Luật sư Phan Thanh Tùng. Dạ, còn chú xưng hô như thế nào ạ? Tôi tên Hiếu. Dạ, chào chú Hiếu. Chắc tôi chưa cần cái chuyện đó đâu. Dạ. Rồi, cảm ơn hen. Dạ. Chào chú, con gọi chú Hiếu. Cảm ơn. Dạ. Lần sau nhớ ghé nha. Dạ, con xin phép nha. Cảm ơn hen. Dạ.
Thưa ba, thưa cô ba. Ngồi ăn sáng luôn con. Nghĩa vô ăn luôn nè. Dạ. Tính Giang là ăn sáng luôn nè con. Ủa, con đi đâu vậy? Dạ, con đi tìm phòng trọ. Trước giờ ở nhà bác được rồi, còn đi đâu nữa? Dạ thôi, con thấy ngại lắm. Từ trước đến giờ chỉ có con tự nhận con là con dâu của bác thôi à. Bây giờ nghĩ lại, con thấy xấu hổ quá. Hồi trước tới giờ, bác có coi con là con dâu đâu. Lúc nào bác cũng coi con cũng như là con ruột của bác vậy đó. Hả? Con ruột? Con ruột luôn rồi kìa. Thì cô ba cũng vậy. Từ hồi con ở trong cái nhà này đó hả, thì cô ba coi con cũng như là con Thảo thằng Nghĩa vậy thôi. Ở đây được rồi, dọn đi làm chi. Thôi giờ về nè. Bây giờ có mặt đầy đủ trong gia đình, tôi tuyên bố luôn, Linh Giang từ ra về sau sẽ là người của gia đình này. Tôi nhận Linh Giang làm con gái nuôi của tôi. Có ai có ý kiến gì không? Ba đã quyết định vậy rồi thì cũng không có cần phải hỏi ý kiến tụi con đâu. Con cũng cùng chung ý kiến với bà Thảo. Con sao? Nghĩa sao? Có ý kiến gì? Dạ con không có ý kiến. Giang, sao còn đứng đó? Chạy đây ôm kêu ba đi con. Ba. Gì cô? Anh hai, anh Trong anh chờ anh đợi ai vậy? Có Trong ai đâu. Ông ơi đừng giấu ông ơi. Chờ thằng Nhân phải không? Nhớ nó quá rồi phải không? Em nói cho anh nghe, nó đi hưởng tuần trăng mật. Biết chừng nào nó về đó mà đợi. Nghe tiếng xe tưởng nó về. Sao? Nó mà có về, nó về bên nhà vợ nó chứ về nhà mình làm gì. Cái hở nó nói rồi mà. Chờ chi thì vô nhà đi ông ơi. Về rồi kìa. Ba mẹ. Thưa ba, thưa mẹ, tụi con mới về. Con nhớ ba mẹ quá à. Đi có mấy ngày á mà con chịu không nổi luôn á. Thiệt không? Thiệt. Sậu. Sao? Tụi con đi chơi có vui không? Dạ vui ba. Vui lắm ba. Nếu như mà anh Nhân á không bị gọi về bệnh viện đột xuất á, là tụi con đã đi chơi thêm được mấy ngày rồi. Sao con không gọi cho ba? Ba có thể đổi lịch được mà. Dạ, con nghe các bác sĩ nói bệnh nhân bị ung thư ác tính và tình hình sức khỏe rất là yếu. À, có phải bệnh nhân ở phòng 101 không? Dạ ba. Ba có mời mấy bác sĩ về nhưng mà chưa tìm được hướng giải quyết. Dạ. Ba. Tụi con mới vừa đi chơi về mà ba đã bắt anh Nhân nói tới mấy cái chuyện bệnh viện phẫu thuật rồi, nghe nhức đầu quá à. Nè, cơm nước mà chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ nhà mình ra làm sao ăn hen. Dạ. Niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong.